Y chấn bó cài tính tà minh. À, đây quay qua dì Út nè. Alo, alo, alo. Chào mừng năm can chị em cũng và cô bác đó quay lại kênh Chí Chí Tin Dừa. Đây là ai? Con này. Con này. Dạ. Nặng lên. Đấy à. Để đi tà minh mà. Nó mạnh lên tên. Chưa tỉnh ngủ mà. Chưa tỉnh. Nó chưa tỉnh ngủ mà. Đây, ở dưới đây là ông Hồng nè. Đó, đó, thấy cái nhà ông Hồng luôn kìa. Đó, còn thấy cái bạn á. Tôi là xịn tinh đen. Hôm nay xịn tinh đen sẽ đi biển Ba Đông. Là vậy đó. Có đem đồ cho tinh đen kìa. Các bạn ơi, hãy cùng đi biển Ba Đông với xịn tinh đen nè. Vậy đó. Ngủ gì tinh? Lên ngủ tí đi. Tại Bình Minh.
Phà cũ Vĩnh Long nè. Phải mình không có đi vô thành phố là mình đi cũng không có vòng lắm. Dạ mình đi mé ngoài còn mình không có vô thành phố. Xe gì ạ? Xe làm. Dạ. Nhưng muốn lên như làm. Xe đó của người ta đang ngồi trong đó đó con. Mình không có đi được. Bên là chở cái găng, một bên là đang chơi. Sao Thanh Long lúc nào cũng thấy rẻ cho người ta. Mình ơi, mình đi tới chợ bánh, quá trời bánh luôn á. Tới chợ đó là bánh quá trời luôn. Đi chơi. Ra tin thích ăn bánh nào. Giờ mình đi tới chợ bánh xong rồi cái rồi còn đi đâu nữa không kia? Đình Hùng là xong rồi hả? Ừ. Ủa, xe 71 rồi đó nè. Đó. Bánh nhô tây. Khu đô thị Cửu Long, thành phố Hạnh Phúc nữa. Rồi tìm được chơi nè. Đèn đỏ qua cầu rạch cam. Ôi, tăng bắn luôn cả. Con còn đưa nó vô phòng rồi nữa không? Xe hai bánh được phép đi khi đèn đỏ. Khi nào? Ok, đèn xanh. Tại bán luôn kìa. Quậy phá quá rồi mới nè, đứng vậy. Không dám nó. Cảng hàng không quốc tế. Thôi đàng hoàng đi, đậu chở cho. Đó, bên đẹp trái. Đàng hoàng đi, đậu kể cho nha. Tin không hát bài hát là cho nội nghe chứ hả? Hát đi, một bài gì nè. Anh Phi Công ơi cũng được, hát anh Phi Công ơi đi. Không phải đây đâu. Nghiêng đời canh giống như anh vòng anh liền. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và City Đen. Bye bye nha.